Đây là dòng sản phẩm tắm trắng IE Skin nha, nha. Chuyên những dòng tắm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả nha quý vị nha. Tắm trắng này là bên của Hàn Quốc cho mấy chị nha, 100% là từ Hàn Quốc, cực kỳ hiệu quả luôn mấy chị ơi. Dạ bên đây là có giấy kiểm định hết rồi cho nên cả nhà mình xài rất là an tâm nha mấy chị nha. 490.000 một chai thôi là mình sử dụng được 2 tháng nha cả nhà. Em nói gì rồi, gần Tết tới nay rồi mình nên sử dụng cái sản phẩm tắm trắng, chuyên những dòng tắm trắng như thế này nha quý vị nha. Rất là trắng và cực kỳ ok. Da em là da con trai mà em tắm riết quý vị, da em nó rất là trắng luôn. Bây giờ da em thật sự là không tì vết gì nha. Chị em nào bị mụn lưng hay đó, ta sức lên giùm cho em. Và những cái vết thâm mà mụn lưng đồ này nọ sẽ ra hết, vì hãy yên tâm giùm cho em. Một chai là 490.000 quý vị nha, 490.000. Thì bây giờ ta mua một bộ nó sẽ có giá ưu đãi hơn cho mọi người nha quý vị nha. Ví dụ như 490.000 cộng 400.000 cộng 400.000 cộng 400.000 nó ra rất là nhiều tiền. Nhưng mọi người mua 4 món giùm cho em thì nó còn có giá là 1.470.000, quá rẻ cho mọi người luôn. Thì còn trần trời nữa, tặng cho dùm cái gheo tẩy tế bào chết nữa. Nhanh tay lại chuyến xe chim xe ơi giùm cho em được khuyến mãi ngày hôm nay. Và đặc biệt là khuyến phí ship cho vị. Còn ai muốn làm chi nhánh, muốn làm đại lý thì liên hệ giùm cho em. Từ Zalo cũng như tư vấn cho vị. Xài không trắng là bên em hoàn trả lại tiền cho vị luôn. Cái này rất là nhiều anh chị em đã sử dụng rồi. Ví dụ như là Thúy Ngân, Hoa Hậu quý vị nha, Hoa Hậu Thúy Ngân bên gạo nếp gạo tẻ đó, và cái bé Quỳnh búp bê rồi đó cũng sử dụng rồi nha quý vị nha. Nói chung rất là nhiều nghệ sĩ đã sử dụng cũng như là review sản phẩm này. Sản phẩm này được nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc và đến từ Hàn Quốc như vậy nha. Cái đất nước mà Hàn Quốc, đất nước là có chị Tiểu Tử đó nha. Hàn Quốc là đất nước có chị Tiểu Yến Tử, rồi chị Dung Mama, rồi chị Hạ Tử Vi, rồi này nọ đó, là đất nước Hàn Quốc như vậy nha. Lúc trước Thái Lâm bán loại tắm trắng sữa bò hả? Nói chung là em like rất là nhiều loại tắm trắng gì nha, tùy vào túi tiền của mọi người. Quý vị biết rồi đó, thời buổi bây giờ rất là nhiều thế hệ gì nha, phải kêu là thế hệ tầng lớp. Ví dụ những chị em công nhân thì họ không có những cái số tiền lớn để mua những cái sản phẩm cao cấp, thì em sẽ like cái dòng bình dân để cho mấy chị lựa chọn. Còn nếu như ai mà có điều kiện xíu, ai mà có mà kinh tế ổn định xíu thì mua những loại sản phẩm an toàn giùm cho em, cũng như là nguyên liệu được nhập khẩu hết, mọi người yên tâm giùm cho em. Đây, cái này quý vị rất là an toàn, quý vị mình có thể sức lên da của mình cực kỳ ok, khói sỏi bán ok, ship qua Mỹ được luôn. Bên em có ship cho Mỹ lóc nè, uống trắng 15 phút là bật tông liền quý vị nha, là da ta sẽ bật tông và trắng sáng cực kỳ luôn nha quý vị nha, cực kỳ ok và cực kỳ đẹp luôn. Anh chị em nào mua comment số điện thoại giùm cho em, và em khuyên quý vị nên sử dụng một bộ và một combo giùm cho em gì nha. Một combo là da mình sẽ sáng lên, trắng lên và mịn màng lên, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Nên sử dụng cho em. Một bộ là 490.000, một chai là 490.000. Nhưng mình ta xài rất là lâu, ví dụ nghe 490.000 ta giật mình, ôi trời sao mắc quá vậy, và không có gì, nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc. Chính vì vậy một ngày an toàn có thể chét lên mặt được luôn. Và đây là sử dụng là than hoạt tính như vậy nha, than hoạt tính xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Anh chị em nào mua cứ comment để số điện thoại giùm cho bên em. Dạ 490.000 một chai nha mấy chị nha. Cả nhà mình nên mua một bộ đi mấy chị ơi, mình kết hợp nguyên một bộ thì nó sẽ nhanh chóng hơn nha mấy chị nha. Chỉ với giá là 1.470.000. Nhưng mà đặc biệt ngày nay cả nhà mình mua trên live, thế là sẽ được free ship toàn quốc và tặng kèm thêm một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nữa nha cả nhà nha. Đó quý vị thấy không, mình xài cái mình massage dùm cho em gì nha. Đối với những sản phẩm tắm trắng khác mà không bao giờ em dám xài lên mặt của em, nhưng đối với dòng sản phẩm này em có thể xài lên mặt của em, bởi vì em chứng minh cho quý vị thấy nó tốt như thế nào và nó trắng như thế nào. Đây là cái em không bán cái gì nha, bên cái trang của em như là cái trang quảng cáo cho mọi người như một cái siêu thị đó. Thì anh chị em nào cảm thấy cái nào ok cũng như là cảm thấy cái nào hợp với túi tiền của mình thì mình mua sử dụng dùm cho em nha quý vị nha. Thì một cái như thế này là 490.000, thì cái hộp tắm ban ngày này cũng 490.000 luôn, và đặc biệt cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả cho mọi người luôn. Anh chị em nào mua cứ comment số điện thoại giùm cho em, thì bên em alo cho vị, nhanh tay lẹ chân cho mọi người ơi. Ủng hộ cho vị nha, rất là trắng luôn, xài cực kỳ ok và cực kỳ quả. Anh chị em nào đen quá thì nên sử dụng giùm cho em sản phẩm tắm trắng IE Skin như vậy nha, rất là trắng và xài cực kỳ ok cho mọi người. Anh Lâm tuổi con gì hả? Anh Lâm là tuổi con anh Lâm là tuổi con gì, con gì dễ thương ta? Anh Lâm là tuổi con Pikachu. Cái mặt như là cái con gì? Đối gì nè. Tuổi thân hả? Thôi từ từ đi, ủng hộ giùm cho em gì. Anh chị em nào mua cứ comment để số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em Zalo cũng như tư vấn cho vị. Xài cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên như vậy nha. Trắng lên tức thì luôn, ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Quý vị thấy không? Là khi mà da mình đã trắng như thế này thì bắt đầu mình sức cái body giùm cho em gì nha, sức cái body giùm cho em, và mình massage lên cái làn da chúng ta. Ví dụ như nhiều khi mình tắm như vậy xong rồi thì da mình cũng đã trắng rồi, nhưng mà mấy anh chị mà muốn trắng lâu dài thì mấy anh chị phải sử dụng kết hợp hai loại giùm cho em.
Một là body ban đêm, hai là body ban ngày, người ta kết hợp và hỗ trợ với nhau. Thì chai body ban đêm và chai body ban ngày nó như thế này, 490.000 một chai luôn. Em khuyên quý vị nên mua một bộ dùm cho em là 1.470.000. Với chai body ban đêm thì nó rất là mịn màng da và sáng da và trắng da. Còn riêng đối với chai body ban ngày, quý vị biết không, là nó có chất chống nắng trong đó luôn. Nó làm cho da mình không bị đen nè, không bị sạm nè, hoặc chí là mấy chị ra ngoài đường tia nắng nè, tia nắng hạt mưa rồi này nọ mà nó chiếu làn da chúng mình là nó không bị này nọ gì nha, nó không bị đen rồi này nọ. Nhanh tay là chân ủng hộ giùm cho em gì ơi. Bây giờ sẽ mặc chiếc áo em vô và em sẽ tư vấn cho chị cách mà dưỡng da mịn màng da và sáng da. Thì anh chị em nào mua cứ để lại số điện thoại giùm cho bên em, thì bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho chị. Hoặc là gần Tết rồi, anh chị em nào muốn kinh doanh hoặc là muốn có thêm thu nhập thì nhanh tay lẹ chân hãy về với đội Tắm Trắng IA Skin để có thêm thu nhập để mà phụ giúp gia đình cũng như là thịt kho hộp dịch như vậy nha. Đó, gần Tết đến nay rồi. Anh chị em nào mua cứ comment để số điện thoại giùm cho em. Một bộ là 1.470.000 gồm 4 sản phẩm, cảm ơn quý vị. Thì một bộ là gồm 4 món tắm trắng một lần, tắm trắng hàng ngày. Và ta nói body ban đêm, body ban ngày và những cái tinh chất này là từ thiên nhiên 100% là gồm than hoạt tính như vậy nha, làm trắng da và sáng da. Mặt em bây giờ không có mắc cúp mắc ơ gì hết trơn trọi, da em cũng không mắc cúp mắc ơ như vậy nha. Ví dụ nhiều khi những con bé nó like dòng sản phẩm tắm trắng lên sẽ mắc cúp lên da nó này nọ, là tắm trắng này nọ. Riêng bản thân em là có sao em để vậy, có sao em để vậy, em không bao giờ mà sức trước hay gì giống vậy nha. Để yên tâm dùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Da bạn nào mà đen thì nên sử dụng cho em, đảm bảo gì là không bao giờ làm quý vị thất vọng. Dạ hello, cảm ơn mọi người rất nhiều. Dạ cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ bây giờ thời lượng đã hết rồi, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người, bye bye mọi người, xin chào mọi người.